Xin chào các khán giả cũng như là các cái học viên của Hiên Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài dạy thiền số 11. Và bài này Hiên Dương đặt chủ đề đó là thiền là sự nuôi dưỡng. Thiền là sự nuôi dưỡng. Và Hiên Dương sẽ nhắc lại kiến thức cũ một chút. Đó là Hiên Dương có nói đến thiền đầu tiên, đó là sự dừng lại, sau đó là sự nhận biết, sau đó Hiên Dương nói đến sự thực tập nhìn sâu, và bây giờ Hiên Dương đang nói tiếp với cái thực tập đó là sự nuôi dưỡng. Tại sao Hiên Dương lại nhắc lại các cái bài mà Hiên Dương nói ở phần trước? Bởi vì nó có sự liên kết với nhau. Chúng ta phải thấy khi chúng ta gặp một cái biến cố, một cái xung đột hay một cái bạo bệnh hay một cái nỗi đau trong đời sống thì chúng ta đều thấy là khi mà mình thực tập, đúng không ạ? Mình thâm nhập đi sâu vào cái vết thương và cái nỗi đau của mình thì mình cần có một cái sự nuôi dưỡng lại. Trước đây mình nuôi dưỡng nỗi đau bằng những cái thức ăn độc hại. Hiên Dương nói rằng có người thì trốn tránh bằng những cái chất kích thích, bằng việc là nghiện những cái đám đông, thậm chí là bị dẫn dụ vào cái việc là bị người khác lừa đảo mình nữa. Có nghĩa là mình đã đau rồi, mình đã tiếp tục lún sâu vào những cái tiêu cực và những cái nỗi đau lớn hơn, bởi vì mình chưa biết cách nuôi dưỡng lại cái vết thương của mình. Vết thương của mình nó chưa lành mà mình đã tiếp tục mình lao tiếp ra bên ngoài. Thì mình cạn kiệt năng lượng, mình đau hơn và vết thương nó không có cái thời gian và không có một cái khoảnh khắc nó làm lành. Nên chúng ta rất cần một cái bước nuôi dưỡng này. Bước nuôi dưỡng mình có thể hiểu nôm na đó là khi mình thực tập, mình quay về bên trong thì mình sẽ có được một cái nguồn năng lượng lớn, và cái nguồn năng lượng này nó sẽ nuôi dưỡng lại cái nỗi đau của chúng ta. Chúng ta tưởng tượng cái hình ảnh, đúng không ạ? Hình ảnh rất là nổi tiếng trong Phật pháp, đó là nếu mà chúng ta bỏ muối vào một cái bát thì sẽ cảm thấy rất là mặn. Nên mình thấy rất là khó nuốt, khó trôi. Nhưng nếu cũng cái nắm muối đó mà bỏ vào một dòng sông với một cái dung lượng lớn thì không còn cảm thấy nó mặn nữa, và thậm chí có thể dùng được cái nước đó. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu nỗi đau của chúng ta được pha loãng, được nuôi dưỡng trong một cái dung lượng lớn của cái chính cái trái tim của mình, thì mình sẽ cảm thấy là mình chấp nhận được những cái nỗi đau đang đến với mình. Và chúng ta chỉ cần nhớ đến cái hình ảnh bát muối đó và dòng sông thì chúng ta mới thấy này, dòng sông và bát muối, thì chúng ta mới thấy là chỉ cần chúng ta mở rộng được cái dung lượng trái tim của mình bằng cái sự kết nối vào một cái nguồn lực ở bên trong thì ngay lập tức cái nỗi đau của mình nó được pha loãng ra, hay nói cách khác là mình được nuôi dưỡng lại cái nỗi đau của mình. Và Hiên Dương sẽ nói qua cái cách thực tập nuôi dưỡng là như thế nào. Nuôi dưỡng ở đây đó là chúng ta cần phải có một cái bước là chúng ta kết nối với một cái tiềm năng và một cái nguồn lực lớn ở bên trong chính mình. Và để kết nối được thì rất cần một cái thực tập hình dung. Bạn tin ở đâu thì bạn hình dung ở đó. Ví dụ như Hiên Dương là người tin vào Phật pháp thì Hiên Dương có thể hình dung đến Đức Phật, hay là hình dung đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hoặc là ai đó có niềm tin với đạo Thiên Chúa, chúng ta có thể hình dung về Chúa. Hoặc ai đó có sự ngưỡng vọng đối với những người thầy thì chúng ta có thể hình dung về những cái vị thầy đã dẫn dắt mình. Miễn sao những cái người mà bạn hình dung phải cho bạn được cái cảm giác an toàn, yêu thương, che chở và từ bi, nó giống như cái dòng sông này. Đó, chúng ta cần phải có một cái bước hình dung như vậy. Và khi chúng ta hình dung thì chúng ta rất dễ dàng kết nối. Bởi vì nếu Hiên Dương nói rằng là bạn tự mở rộng dung lượng trái tim của bạn như dòng sông đi, bạn tự ôm nỗi đau của bạn đi, thì bạn rất khó tưởng tượng. Nhưng nếu bạn hình dung đến một cái người nào đó cho bạn sự an toàn, sự từ bi, sự yêu thương, thì bạn dễ dàng kết nối. Hiên Dương vừa nói rồi, từ nhỏ Hiên Dương đã có một đức tin về Phật pháp rồi. Còn với bạn thì Hiên Dương cũng không biết là bạn tin vào điều gì. Có những người thì họ sẽ tin vào chính người mẹ của mình, người cha của mình, hay là một người anh, người chị, một người bà cũng được. Bất cứ một ai, nếu cho bạn cảm giác an toàn, yêu thương, thì bạn hãy ngay lập tức bạn tưởng tượng đến, bạn hình dung họ kết nối với bạn bằng cái chiều sâu tâm thức của chính bạn. Và khi bạn kết nối, bạn sẽ thấy bạn nhận được một cái nguồn năng lượng rất lớn từ họ, và nguồn năng lượng đó sẽ che chở và sẽ pha loãng cái nỗi đau của bạn. Và bạn tưởng tượng cái nỗi đau của bạn nó như một cái đứa bé. Khi nó đau thì nó sẽ hét lên, nó sẽ kêu lên, nó sẽ khóc lên. Và lúc đấy nó cần điều gì
nó cần một cái sự che chở, một cái sự yêu thương ôm ấp của người mẹ. Và cái hình tượng đó cũng chính là cái hình tượng mà Hy Dương vừa nói. Hãy tưởng tượng đến một vị tâm linh nào đó, một người nào đó miễn cho bạn sự an toàn và sự yêu thương, thì ngay lập tức cái nỗi đau của bạn được ôm ấp, được xoa dịu, được làm loãng đi, và nói cách khác là được nuôi dưỡng trở lại. Và đây là một cái bước rất là quan trọng trong cái hành trình thiền tập. Và bước này đã được rất nhiều những cái học viên mà họ phản ánh rằng là họ đã kết nối rất là tốt và họ chữa lành bản thân họ từ cái việc họ nuôi dưỡng lại chính bản thân mình. Và Hiên Dương có biết đến những cái sự thật đó là khi có những người chỉ cần niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi mà tại sao họ được cứu nguy, hoặc là họ vượt qua một cái tai ách nào đó rất là rõ ràng, bởi vì họ đang phát huy được cái bước này. Bởi vì cái bước này chính là cái bước mà bạn kết nối với tiềm thức rất là mạnh. Chúng ta còn nhớ 6 cái vòng tròn chuyển hóa, thì cái vòng trong cùng này nó chính là tiềm thức với những cái hạt giống. Vậy thì nếu bạn kết nối rất là tốt như vậy, đúng không ạ? Bạn kết nối, bạn làm loãng cái nỗi đau của bạn, có nghĩa là bạn đang kết nối với một cái tiềm năng vô hạn, một cái tiềm thức ở bên trong bạn, và từ đó thì bạn được làm lành một cách rất là tự nhiên. Và Hiên Dương đang chia sẻ cho bạn cái cách để chúng ta hướng vào bên trong như thế nào, chúng ta ứng dụng thiền tập như thế nào để chúng ta tự nâng đỡ bản thân. Và hãy luôn nhớ một cái cốt lõi, ai là người đang giúp bạn? Chính bạn là người đang giúp bạn. Phật, Thánh, Bồ Tát hay là những cái đức tâm linh hay những vị thầy, có phải họ ở bên ngoài không, hay họ ở trong tâm thức của chính bạn? Tất cả những cái biểu hiện hình tướng bên ngoài chỉ là sự phóng chiếu của tâm thức thôi. Bạn hãy tưởng tượng tâm thức của bạn nó giống như một cái máy chiếu, còn tất cả những cái con người, những cái sự kiện nó đến với bạn nó chỉ là một cái bức màn chiếu thôi. Vì vậy chỉ cần bạn tác động vào cái máy chiếu này, bạn tác động vào cái nguồn này, thì ngay lập tức sẽ có một nút bật và cái người đó sẽ kết nối với bạn. Cái người đó sẽ mang đến cho bạn một cái nguồn lực dồi dào của cái sự chữa lành, của cái sự nâng đỡ, của cái sự nuôi dưỡng. Nên đây là một cái bước cũng rất là quan trọng trong thiền tập. Khi bạn đã làm tốt các cái bước trong các cái bài hướng dẫn trước của Hiên Dương, thì Hiên Dương tin rằng bạn sẽ làm rất tốt cái bước này, đó là bước nuôi dưỡng. Và cái bước này nó không hề mơ hồ, mà nó rất dễ thực hành nếu mà chúng ta chỉ cần có một chút những cái tưởng tượng hoặc cảm nhận. Nếu ai mà chúng ta khó tưởng tượng thì chúng ta có thể cảm nhận, cảm nhận cái nguồn năng lượng đó, nó ấm, nó mát, nó dịu, nó giúp mình nghỉ ngơi như thế nào. Nếu ai đó khó tưởng tượng với con người, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng với thiên nhiên. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng đến một dòng sông, một cánh đồng, một khu rừng, một bãi cát, hay là một cái nơi hồ nước chẳng hạn. Hoàn toàn các cái nguồn lực đó nó cũng chính ở trong cái trí hình dung của mình. Và cái điều này cũng không phải hoàn toàn chúng ta ứng dụng một cách siêu hình đâu, mà đã được chứng minh bằng những cái gọi là công thức. Đó là khi chúng ta hình dung về một điều gì đó thì chúng ta có xu hướng tin nó trở thành sự thật, và thực sự nó sẽ hấp dẫn và kết nối tạo thành sự thật. Nên nếu chúng ta sử dụng được cái kỹ thuật hình dung này một cách đúng đắn thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những cái kết quả của việc thực tập rất là lợi lạc và có tính hiệu quả, nâng đỡ bản thân chúng ta rất là nhiều. Và Hiên Dương nói rồi, nếu tâm thức của bạn thay đổi, tâm thức của bạn an, thì tất cả những cái phản ánh ra cái vỏ bên ngoài, ra cái vấn đề của bạn, nó sẽ được sàng lọc và thay đổi hoàn toàn. Và đừng cố thay đổi cái bên ngoài, hãy bắt đầu từ bên trong chính bạn. Và đến bài này, nếu mà bạn vẫn còn cảm thấy khó hay là chưa hiểu, thì bạn hãy xem lại cái hệ thống bài thiền từ đầu mà Hiên Dương hướng dẫn, để chúng ta có một cái mạch để chúng ta có thể hiểu được những cái điều mà Hiên Dương muốn nói. Và Hiên Dương xin kết thúc cái bài dạy thiền số 11 này, và hẹn gặp lại trong bài dạy thiền số 12.